Cảm ơn Kim Thanh. Kim Thanh đã giúp quý vị chúng ta nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp ở đất nước bạn xa xôi. Những công việc học tập và các luận ở đó đã để lại những giá trị rất nhiều, những tình cảm kim vận. Để rồi cuối cùng xuân đến, chúng ta được ngồi bên nhau hàn huyên và kể lại những kỷ niệm một thời đáng nhớ. Chúng tôi luôn mong rằng cho tình cảm đó sẽ được bao đời, để cuối cùng mùa xuân, không chỉ mùa xuân mà trong những ngày bình thường, quý vị chúng ta cùng kết nối với nhau để chúng ta tăng thêm mối đoàn kết gắn bó của đồng hương Việt Nam tại tỉnh Thanh Hóa. Và ngay bây giờ chúng ta cùng đến với tiếng hát của anh Minh Ngọc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị một ca khúc của nhạc sĩ Cao Việt Bắc. Mỗi khi Tết đến xuân về, bài hát này vang lên đem đến chúng ta rất nhiều những tình cảm vui vui ở trong bài hát này. Và bây giờ chúng ta cùng dành một tràng tay thật lớn với tiếng hát của anh Đăng Ngọc, cung đàn mùa xuân.